Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lời đầu tiên là cho Thuật Thể Thao xin chúc quý vị và các bạn một buổi sáng vui vẻ và chúc cho mọi người có một ngày làm việc thật hiệu quả hôm nay và trước khi chúng ta hướng tới một kỳ nghỉ cuối tuần để mà nạp năng lượng để chuẩn bị cho một tuần mới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian chờ đợi thì ngày hôm nay 20 tháng 10 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023-2024 sẽ chính thức tranh tài và trận đấu đầu tiên của mùa giải. Đó chính là cuộc so tài của Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Lạch Tray diễn ra vào lúc 18 giờ ngày hôm nay. Thì trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên FPT Play. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trận đấu này với những cái bình luận hết sức bình luận tiếng Việt và bình luận của chính thống từ các nhà đài. Đặc biệt là truyền hình FPT Play, đơn vị nắm giữ bản quyền của V-League 2023-2024. Có thể nói rằng đây là trận đấu mà các cổ động viên của Hải Phòng đang rất là mong chờ, bởi vì trong mấy lần so tài gần đây thì Hải Phòng đều có được cái niềm vui. Trong 4 lần so tài gần nhất trên mọi đấu trường, tính cả giao hữu, thì Hải Phòng đang duy trì cái thành tích bất bại với 3 chiến thắng và một trận hòa. Ở mùa giải năm ngoái thì Hải Phòng cũng có những chiến thắng rất là quan trọng trước Hoàng Anh Gia Lai, đúng không ạ? Thì so với mùa giải trước với mùa giải năm nay thì lực lượng của Hải Phòng cũng như là Hoàng Anh Gia Lai có một chút biến động nho nhỏ thôi. Hải Phòng thì chia tay một số cầu thủ, trong đó đáng chú ý nhất là trường hợp ra đi của Hải Huy. Nhưng mà như mình đã nói rồi, cái sự ra đi của Hải Huy thì nó không ảnh hưởng quá nhiều tới cái sức mạnh của Hải Phòng. Mặc dù là trong những năm mà thi đấu cho Hải Phòng thì Hải Huy cũng là trụ cột của đội bóng. Tuy nhiên thì kể từ giai đoạn 2 của mùa giải V-League 2023 thì cái vai trò của Hải Huy trong cái lối chơi của Hải Phòng nó cũng đã giảm dần rồi. Và ở mùa giải năm nay thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, với việc là Hải Phòng thi đấu ở AFC Cup, thì ông đã chiêu mộ một số ngoại binh cũng như là đưa về một số cầu thủ nội binh và thay thế Hải Huy, đó là trường hợp của Tiến Anh. Bên cạnh đó thì cũng có những cầu thủ như là Đàm Tiến Dũng, đúng không ạ? Thì nhìn chung thì những cái bản hợp đồng mà Hải Phòng đưa về nó cũng đáp ứng được về mặt chuyên môn và có thể thay thế được. Trong khi đó thì bên phía Hoàng Gia Lai ấy, thì đội bóng này cũng không có quá nhiều biến động về mặt lực lượng đâu. Họ chia tay thủ môn Tuấn Linh, sau đó thì chia tay cả Washington Randall nữa. Thì họ cũng đã đưa về các ngoại binh và đưa về thêm những cái bản hợp đồng thủ môn mới để mà chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng mà thực sự mà nói thì ở mùa giải năm nay thì Hoàng Anh Gia Lai lại có sự chuẩn bị, mình nghĩ rằng là không tốt cho lắm, khi mà ở cái giải Thiên Long Cup vừa rồi thì đội bóng này toàn thua thôi, thi đấu không tốt, cái lối đá nó không thực sự là hiệu quả và mạch lạc. Cái tinh thần chiến đấu là điều mà chúng ta thấy rằng là Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể nào mà vượt lại được, khi mà lối đá nó khá nhạt nhòa. Ở mùa giải hôm nay thì cái lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai nếu như so sánh với mùa giải trước thì nó cũng chỉ ngang ngửa thôi, cho nên là cái mục tiêu mà huấn luyện viên Kiatisak muốn đặt tới để mà giành đua vô địch cũng như là nằm ở top 3 hoặc là top 5 thì rất là khó, bởi vì là với cái lực lượng như chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì cái đội hình này thì mình nghĩ rằng nếu như lọt được vào tới top 9, top 10 nó đã là thành công đối với Hoàng Anh Gia Lai rồi. Thậm chí nếu như mà tiến được top 8 thì nó quá đẳng cấp. Còn để mà giành một cái vị trí cao hơn thì mình nghĩ rằng rất khó, bởi vì ở mùa giải hôm nay nhiều đội bóng họ đầu tư rất là mạnh tay. Nam Định, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đầu tư rất là mạnh tay ở mùa giải năm nay rồi. Chưa kể là 3 đội bóng thủ đô là những ông kệ như Công an Hà Nội, như là Hà Nội FC, như là Viettel rất mạnh, đúng không ạ? Sẽ rất khó để mà có cái bất ngờ cho Hoàng Anh Gia Lai mùa giải hôm nay. Và theo cái lịch thi đấu thì Hoàng Anh Gia Lai cái lịch thi đấu rất nặng, trong mấy vòng đấu đầu tiên lịch thi đấu rất nặng. Làm khách trước Hải Phòng ở trận ra quân thì đương nhiên là Hoàng Anh Gia Lai không muốn thất bại rồi, đúng không ạ? Bởi vì trong một trận đấu ra quân thì không đội nào muốn thất bại cả, họ muốn có được chiến thắng thôi chứ không bao giờ muốn thất bại. Và thậm chí đối với cái trận đấu này với Hoàng Anh Gia Lai thì một kết quả hòa nó cũng là điều tốt đối với Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng với quan điểm cá nhân mình đánh giá thì đây là trận đấu mà Hải Phòng chắc chắn sẽ chơi tấn công và ép sân Hoàng Anh Gia Lai, cho nên là Hoàng Anh Gia Lai nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự phản công và chờ để mà cho Hải Phòng mắc sai lầm để tung cái đòn trừng phạt thôi. Chứ còn để mà chơi đôi công với Hải Phòng sẽ rất khó. Mình nghĩ rằng đây là trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai vẫn sẽ gây ra được khó khăn cho Hải Phòng. Tuy nhiên khả năng Hổ Birai sẽ trắng tay rồi Lạch Tray là rất cao, vì Hải Phòng ở thời điểm hiện tại đã được nóng máy từ cái đấu trường AFC Cup và họ đã có sự chuẩn bị, có thể nói rằng là tương đối tốt cho cái mùa giải V-League năm nay, cho nên là được thi đấu ở sân nhà họ phải tận dụng tối đa. Thì ban tổ chức sẽ áp dụng VAR ở trận đấu này. Ở vòng đấu này thì có 4 trận đấu áp dụng VAR, đó là trận đấu giữa Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa với Hà Tĩnh, Nam Định với Quảng Nam và Công an Hà Nội với Bình Định. Thì đó là những trận đấu mà áp dụng công nghệ VAR, cho nên chúng ta có thể chờ mong và theo dõi xem là các đội bóng sẽ thể hiện như thế nào. Còn quan điểm cá nhân mình ở trận đấu giữa Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai thì mình nghĩ rằng Hải Phòng sẽ có chiến thắng xít sao trước Hoàng Anh Gia Lai để mà có khởi đầu thuận lợi ở V-League mùa giải năm nay. Trận đấu giữa Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay, ngày 20 tháng 10, và trận đấu đã được tường thuật trực tiếp trên FPT Play, trên VTV5 và một số kênh sóng ở Việt Nam khác, thì quý vị và các bạn có thể theo dõi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu giữa Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai diễn ra trong ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất về lịch thi đấu, về kết quả bóng đá và bảng xếp hạng bóng đá được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.